chứ lại phải sao? Sao? Sẽ là em. Cuối tuần. À, mệt rồi. Sao mệt? Có cái chưa này có rồi. Đương nhiên mấy em chiều muốn nó con ngọt rồi, biết rồi, tối mai đi chơi rồi. Tên gì? Phong, tức bẩn, tức bảo dọn, tức ung thư cái gì?